Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì phiên họp giải trình đơn thư lần thứ hai của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Tại phiên họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tại phiên họp giải trình lần thứ nhất, lần thứ hai năm 2022 và lần thứ nhất năm 2023, đồng thời nghe báo cáo giải trình đối với 4 trường hợp, cụ thể là kiến nghị của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hòa Cầm liên quan đến việc chậm giải quyết các vướng mắc về giải tỏa đền bù, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục đầu tư, cho thuê đất tại dự án Khu Công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1 quận Cẩm Lệ, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Công đoàn Đà Nẵng liên quan đến việc chậm giải quyết thủ tục pháp lý về việc thuê đất tại khu đất số 2, đường Ông Mích Khiêm, quận Hải Châu, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kiến nghị của tập thể người dân tại chung cư Luxury Apartment số 120 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà và chung cư thuộc dự án Riverview Complex Đà Nẵng số 341 Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cư dân tại các chung cư này.